Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 10 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga đó là trận đấu siêu kinh điển giữa Barca và Real. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21:15 ngày 24 tháng 10. Và ở trận đấu này các cầu thủ Barca sẽ tiếp đón Real trên sân nhà Nou Camp. Và theo đánh giá của nhà cái ở trận đấu này thì các cầu thủ Barca mới là những người được đánh giá cửa trên. Theo mức tỷ lệ kèo thì Barca sẽ chấp Real với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng hãy tăng 0,5 và hạ xuống còn là đồng banh. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái tùy theo kèo biến động. 5 lần chạm trán gần nhất của Barca và Real thì Barca chỉ thắng được 1 trận, hòa 1 trận và để thua 3 trận trước Real. 5 trận thi đấu gần nhất của Barca thì Barca thắng 3 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Real thì Real thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở trận đấu này với mức tỷ lệ như thế này thì theo nhận định của Duy Sơ Kèo thì các bạn nên đi của Real ở trận này. Thứ nhất, xét về thực lực ở hiện tại thì Real không thua kém gì Barca. Thứ hai, nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau, chúng ta chọn của Real, chúng ta từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Thứ ba, xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì Real cũng khá là vượt trội hơn so với Barca. Và đặc biệt những lần đến làm khách trên sân nhà của Nou Camp của Barca thời gian đây thì Real có kết quả rất là tốt, và mình dự đoán với thực lực hiện tại của Real và đang rất là ráo riết cạnh tranh qua đầu bảng thì một lần nữa Real sẽ rất quyết tâm để có thể là đá bại được Barca. Trận đấu này bạn nào tin tưởng Duy Sơ Kèo thì các bạn nên đi của Real được chấp đồng nửa trận đấu này hoặc là đồng banh. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái. Những lần chạm trán trước đó trên sân nhà của Barca thì mình thấy không nhiều bàn thắng được ghi. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 1-0 hoặc là 2-0 nhưng mà cho Real mà thôi. Cho nên bạn nào tin tưởng Duy Sơ Kèo nữa thì các bạn có thể là đi cửa xỉu 2,75 hoặc là xỉu 3. Hiệp 1 mức kèo đồng banh tài xỉu 1,25, hiệp 1 các bạn hãy ưu tiên đánh xỉu 1,25 và các bạn có thể đá nhẹ Real. Mình dự đoán hiệp 1 có thể là hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số là 0 điều. Tóm lại trận đấu này khuyên các bạn chọn Real và đá xỉu hiệp 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.